em về lấy rái cá nó lụm rác. Cuối cùng á, nó thấy rác dưới sông nó kêu em lụm không. Em lụm vậy nó mới vừa lòng nó, nó mới vui. Không thôi nó cứ đứng đó, nó đứng nó hà với em miết. Nó làm như cái sông là nhà của nó vậy đó. Đó, ra đây trên bờ quá trời luôn. Nó làm sông như nhà của nó vậy đó. Nó bơi là phải sạch sẽ. Rác ở dưới sông là nó bắt, nó bắt em lụm. Em mệt ghê đó. Năm nay em 37 tuổi rồi mà em còn phải vất vả cứu thiên nhiên động vật đến kiệt quệ sức khỏe. Hên quá có đám lửa nè. Cước này thì hơ cho nó. Em mệt vì em thiếu sự ủng hộ đó. Em không bằng một đứa nhỏ đi lên trên YouTube chơi game luôn á. Em kiếm tiền không bằng một đứa nhỏ như vậy. Em không bằng mấy người YouTuber khác lên trên mạng làm đủ trò. Kiếm tiền bài ra trò chơi game show, tặng tiền lại người kia các kiểu. Em chơi không lại. Không biết làm gì được tới bao lâu nữa quý vị. Thì luôn á, cái tình hình này em cũng cố gắng làm Bồ Tát rồi chư thiên gia hộ, quỷ thần thì cũng không dám chống đối họ, để ai cũng ủng hộ em làm cái việc của em nó được suôn sẻ. Giờ em đi mua đồ tất niên cho mấy con cún nó ăn, rồi cho chọn tình chọn nghĩa với nó. Em thấy mấy người ăn thịt chó là mấy người bất nghĩa. Con chó nó có nghĩa mà mình còn ăn thịt được nó thì mình đối nhân xử thế như thế nào với bạn bè mình hay là gia đình hay là người xã hội, chắc mình cũng bất nghĩa. Nên người mà ăn thịt chó mà nói chuyện đạo nghĩa với em không dám tin đâu, nói thiệt. Mình chứng kiến rồi. Mấy người đó thì cái miệng hay lắm. Nên con gì nó có nghĩa với em phải có nghĩa lại với nó. Em bình đẳng với các loài vật mà. Nghe tiếng niệm Phật ở thiền viện thường chiếu, thấy lòng nó thanh tịnh. Em không sống trong chùa nhưng mà em vẫn tu luyện giống như ở trong chùa, giống như trong thiền viện. Em tu phước, tu huệ là rèn luyện sức khỏe đây, chăm sóc động vật đây. Vậy nha mọi người, em tiếp tục công việc của mình. Chúc mọi người năm mới ý thức bảo vệ thiên nhiên động vật hơn nha. Tự động là khỏe mạnh, tự động là nó hạnh phúc thôi. Mà tiền bạc có hay không thì em không biết nha. Trời ơi, mới đây nó đốt sạch hết cây cối đây luôn rồi nè. Coi đạo đức nhân nghĩa ghê chưa. Cỏ vậy đó mà đốt sạch luôn vậy đó. Một vàng luôn.